Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cùng mời các em cùng theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4, trang 48 đến trang 51. Bài 16, tuổi nhỏ chí lớn. Đầu tiên phần chia sẻ, số 1 nhỏ, điền chữ cái phù hợp với mỗi ô trống để ghi lời giải các câu đố sau. Như vậy chúng ta sẽ điền các chữ cái phù hợp với mỗi ô trống để chúng ta ghi lời giải các câu đố. Như vậy ở đây dòng 1 thì chúng ta đã có từ cứu quốc. Dòng 2 ở đây thì các em sẽ giải câu đố. Hỏi ai 3 tuổi thơ ngây, đáp lời non nước lớn ngay như thần. Sau khi toàn thắng giật ân, một mình một ngựa hóa thân về trời. Như vậy ở dòng 2 này chúng ta có từ đó là câu đố này đó là thánh gióng. Rồi câu dòng 3. Ai quê tuần giáo Điện Biên, lưu danh sử sách thiếu niên anh hùng, vẽ vang dòng họ người Mông, giữ tròn khí tiết quyết không chịu hàng. Đó là vợ A Dính. Rồi tiếp theo dòng 4. Thuở nhỏ cờ lau tập trận, lớn lên dẹp loạn sứ quân, non sông thu về một mối, xứng danh hoàng đế anh hùng. Đó là Đinh Bộ Lĩnh. Dòng 6. Ai quê ở bản Nàng Ngần, tên anh rất đổi quen thân chúng mình, vì dân vì nước hy sinh, đội tà trang sử, hoàng huynh mở đầu. Đó là Kim Đồng. Như vậy sau khi chúng ta giải các câu đố thì chúng ta được dòng 2 ở đây là thánh gióng. Như vậy các em sẽ điền các chữ cái vào đây. Rồi dòng 3 đó là vừ A Dính. Rồi tiếp theo dòng 4 là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh. Rồi tiếp theo, 5 là ghi nhớ, 6 là Kim Đồng. Kim Đồng. Rồi, các em giải ô chữ hàng dọc chúng ta được từ chí lớn. Như vậy từ xuất hiện ở cột dọc tô màu đó là chí lớn. Tiếp theo bài đọc 1, chiến công của những du kích nhỏ. Bài tập 1, đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi. A. Bạn Lược là ai trong câu chuyện? Lược đang sống ở đâu? Đánh dấu tích vào những ô thích hợp. 1. Lược là cán bộ cấp trên của đội du kích thiếu niên. Như vậy, ý này là đúng hay là sai? Là ý 1 là sai. 2. Lược là đội trưởng đội du kích thiếu niên là đúng.
Tiếp theo ý 3, lượt đang sống ở khu du kích. Ý 3 này là sai. Ý 4, lượt đang sống ở vùng địch tạm chiếm. Như vậy ý 4 này là đúng. Tiếp theo B, Bát Nhã là ai? Trong câu chuyện Bát Nhã đang sống ở đâu? Đánh dấu tích vào những ô thích hợp. 1. Bát Nhã là cấp trên của đội du kích thiếu niên. Bát Nhã là cấp trên của đội thiếu niên, đúng. Ý 2, Bát Nhã là đội trưởng đội du kích thiếu niên. Là ý 2, sai. Ý 3, Bát Nhã đang sống ở khu du kích. Ý 3, đúng. 4, Bát Nhã đang sống ở vùng địch tạm chiếm. Ý 4 này, sai. Rồi tiếp theo bài tập số 2, những chi tiết nào cho thấy lượt rất thông minh và cẩn thận? Đánh dấu tích vào những ô thích hợp. Câu A, nhìn quanh thấy không có ai, em bèn lật một hòn gạch ở góc bức tường đổ, lấy ra một mảnh giấy cuộn tròn. Như vậy chi tiết này có cho thấy lượt thông minh hay không? Có thông minh, cẩn thận, rất thông minh và cẩn thận không? Thì ý này là lượt cẩn thận hay là thông minh? Là cẩn thận. Câu B, em nhét mảnh giấy đó vào trong miếng lá chuối cuốn hình hoa loa kèn và dắt vào cạp quần. Như vậy, câu B này cho thấy lượt thông minh hay là cẩn thận? Cho thấy lượt thông minh. Câu C, sau một vòng đi khắp các hòm thư bí mật, lấy thư xong lượt đi ra đồng. Như vậy, ý C này là lượt cẩn thận. Cho thấy lượt cẩn thận. Ý câu D, em ngồi thập xuống một bờ mương rồi dở những cái mảnh giấy ra đọc. Như vậy ý D này là lượt thông minh. Chi tiết này cho thấy là lượt thông minh. E, lượt nhớ tất cả rồi nhai nát những cái mảnh giấy và ấn thật sâu xuống bùn. Như vậy chi tiết này cho thấy lượt thông minh. Rồi tiếp theo câu số 3, gạch dưới những câu thể hiện ý nghĩ của lượt khi đọc báo cáo của các tổ. Em ngồi thập xuống một bờ mương rồi dở những mảnh giấy ra đọc. Tổ 4, chuyến hàng này cất được 50 cái kẹo, đấy là 50 viên đạn. Tổ 2, cất được 14 luống dây khoai, đấy là 14 đường dây điện thoại. Lượt nghĩ thầm, tổ thằng Hoang khá lắm. Tổ 3, đẵng được 2 cây mía. Mắt lượt sáng lên, chà bọn thằng Hút giỏi quá. Đêm qua, chúng kiếm được những 2 khẩu súng, thế là cái kho súng của mình có 5 khẩu, phải báo cho các anh ấy về lấy ngay mới được. Như vậy những câu thể hiện ý nghĩ của lượt khi đọc báo cáo các tổ đó là tổ thằng Hoang khá lắm và chà bọn thằng Hút giỏi quá, cho đến là như vậy ở câu A những câu thể hiện ý nghĩa của lượt khi đọc báo cáo đó là tổ thằng Hoang khá lắm, chà bọn thằng Hút giỏi quá, đêm qua chúng kiếm được những hai khẩu súng, thế là cái kho súng của mình có 5 khẩu, phải báo ngay cho các anh ấy về lấy ngay mới được.
Rồi tiếp theo B, những ý nghĩ đó giúp em hiểu gì về lượt đánh dấu tích và ô trước các em chọn? Lượt là người nhanh nhẹn tháo vát trong công việc, lượt là người biết đánh giá công việc của các tổ, lượt là người luôn quan tâm, lo lắng cho đội viên của mình, lượt là người luôn tin yêu, tự hào về các đội viên của mình. Như vậy, những cái ý nghĩ đó giúp cho em hiểu về lượt. Lượt là một người thanh niên, xin lỗi, lượt là người nhanh nhẹn tháo vát trong công việc nè, lượt là người biết đánh giá công việc của các tổ nè, lượt là người luôn tin yêu, tự hào về các đội viên của mình. Tiếp theo câu 4, vì sao Bác Nhã khen các đội viên của lượt mưu trí, dũng cảm, đánh dấu tích và ở vùng trước ý đúng? A. Bác Nhã khen các đội viên của lượt mưu trí vì các đội viên biết dùng mật hiệu viết báo cáo để đảm bảo bí mật. Các đội viên biết lựa chọn những cái công việc an toàn, dễ thực hiện. Các đội viên biết làm cho địch gặp khó khăn trong liên lạc. Các đội viên biết làm cho địch thiếu hụt vũ khí, tăng vũ khí cho du kích ta. Như vậy Bác Nhã khen các đội viên của lượt mưu trí là vì các đội viên biết dùng mật hiệu viết báo cáo để đảm bảo bí mật, và các đội viên biết làm cho địch thiếu hụt vũ khí, tăng vũ khí cho du kích ta. Câu B, Bác Nhã khen các đội viên của lượt dũng cảm vì các đội viên thích làm những việc nguy hiểm. Các đội viên làm được việc có ích cho cách mạng, các đội viên rất căm thù quân giặc, các đội viên không sợ khó khăn, nguy hiểm. Như vậy, Bác Nhã khen các đội viên của lượt dũng cảm vì các đội viên đã làm được việc có ích cho cách mạng nè. Rồi, các đội viên không sợ khó khăn, nguy hiểm. Tiếp theo câu số 5, hãy viết 1 đến 2 câu nêu cảm nghĩ của em về đội du kích thiếu niên trong bài đọc. Ví dụ, dù nhỏ tuổi nhưng các thiếu niên đình bản đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn như làm liên lạc bảo vệ cán bộ cách mạng, vào đồn bốt địch phá hủy vũ khí, lấy súng, tài liệu và thậm chí còn thực thi nhiệm vụ làm gián điệp để moi thông tin của quân địch. Đội du kích thiếu niên rất thông minh, mưu trí, dũng cảm.